Chào Hội Thánh, hoan nghênh anh chị em về đây buổi sáng hôm nay để chúng ta cùng nhau ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì hàng anh chị em ở xa cũng vào để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi. Cũng hoan nghênh và chào mừng các con cái của Chúa không thể về đây được nhóm lại với chúng tôi ở trên online. Chúa ngày ban phước để qua trực tuyến truyền hình này, sự kết nối ở trong Đức Thánh Linh cũng sẽ đem lại phước hạnh cho anh chị em như Hội Thánh nhóm nhau lại ở tại chỗ ở trong buổi sáng hôm nay. Mình xin Chúa nghe ban phước trên chúng ta và tiếp tục gìn giữ bảo vệ chúng ta trong ơn của Ngài. Để chúng ta chuẩn bị lòng của mình ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa, tôi xin mời Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta cùng nghe Thi Thiên 121. Chúng ta thưa với Chúa như tác giả của Thi Thiên 121 này rằng: Tôi ngước mắt lên trên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi trật ngã, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Israel không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va xin gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Tác giả của Thiên 121 này, ông làm một quyết định. Ông ngước mắt lên trên núi và đặt câu hỏi sự tiếp trợ ông đến từ đâu. Điều này cho thấy rằng mặc dù ông nhìn lên núi là một cái gì đó rất là vững, vì núi thì chúng ta thấy rằng đứng sững ở tại đó. Nhưng ông lại đặt cái câu hỏi là sự cứu giúp của ông đến từ đâu? Và ông chuyển cái sự cứu giúp mà ông mong đợi, đặt lòng tin nơi sự cứu giúp của ông đến từ Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên cái núi đó, dựng nên trời, dựng nên đất. Đây là phước hạnh mà Chúa Ngài giúp đỡ cho để chúng ta cũng đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa giống như vậy. Có thể có những cái núi ở trước mặt chúng ta, là những sự khó khăn mà chúng ta đang đối diện. Nhưng hãy nhận biết sự cứu giúp của chúng ta sẽ đến từ nơi Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Và lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ không để cho chân của chúng ta trật ngã, đấng gìn giữ chúng ta không hề buồn ngủ. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là loài người. Ngài không mệt mỏi, Ngài không buồn ngủ, Ngài không chợp mắt. Cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là đấng tự hữu hằng hữu, đấng không cần bất cứ một điều gì, không cần một năng lượng nào để bảo tồn và kéo dài sự sống của Ngài. Nhưng mà chính Ngài là sự sống, Ngài là nguồn của tất cả những điều mà chúng ta thấy thể hiện ra trên vũ trụ này. Ngài dựng nên muôn vật bởi lời của Ngài, và cũng bởi lời của Chúa Ngài đang bảo tồn, Ngài đang nâng đỡ muôn vật. Bởi vì Chúa của chúng ta là Chúa quyền năng. Thế nên hãy đặt lòng tin nơi Chúa, đấng gìn giữ bảo vệ không cho chân của chúng ta trật ngã, đấng gìn giữ chúng ta không hề buồn ngủ, Ngài không chợp mắt cũng không buồn ngủ. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta vì Ngài là bóng che của chúng ta. Mặt trời sẽ không hại chúng ta trong lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại chúng ta trong ban đêm. Vì Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống của chúng ta. Và kết thúc của Thi Thiên này một cách tuyệt vời là chúng ta thấy Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ chúng ta khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tin rằng bởi quyền năng của Ngài gìn giữ bảo vệ chúng ta. Chúng ta đi ra trong buổi sáng, đi ra làm việc, trong một sinh hoạt, cho đến khi chúng ta trở về,
Chúa cũng gìn giữ chúng ta được an toàn, được bảo vệ trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa. Buổi sáng tốt lành, Chúa cho chúng con được về nhà Chúa để ra mắt Chúa, thờ phượng Ngài. Chúng cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con ở trong những ngày mà chúng con đối diện với những thách thức xung quanh đời sống của chúng con, ở trong cuộc đời của chúng con. Thì mắt của chúng con ngước lên Chúa vì chúng con biết rằng sự tiếp trợ, sự gìn giữ bảo vệ của chúng con đến từ Đức Giê-hô-va của chúng con, Đấng từ hữu hằng hữu, Đấng thừa quyền năng để giúp đỡ, bảo vệ, gìn giữ chúng con. Đấng không hề mệt mỏi, không cần ngủ, không cần chợp mắt. Đấng vẫn thức tỉnh, quan sát lời của Ngài để làm ứng nghiệm những điều Ngài đã hứa cho chúng con, cho dân sự của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa vì phước hạnh được làm con Chúa, được làm người nhà của Đức Chúa Trời, là con của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa, làm người nhà của vương quốc Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì vương quốc của Chúa là nước hàng còn. Vương quốc của Ngài đứng vững và còn lại cho đến đời đời. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự quan phòng, gìn giữ, bảo vệ của Chúa. Khi chúng con đi ra, đi vào, chẳng những trong đời này, mà từ nay cho đến đời đời, Chúa gìn giữ, bảo vệ chúng con. Mình xin phủ bóng che của Ngài trên cuộc đời của mỗi một chúng con, gia đình chúng con, người thân thương của chúng con. Quý Chúa bảo phủ, bảo vệ chúng con. Sai lệnh thiên sứ của Ngài đóng trại chung quanh, gìn giữ, bảo vệ chúng con, những người thuộc về Ngài, để chúng con vững vàng tấn tới ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành để chúng con được về đây, để chúng con cùng nhau ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Xin Chúa đến vui nhận những tiếng hát ngợi khen mà chúng con dâng lên trước mặt Ngài. Chúng con muốn công bố qua những bài hát này: Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa của chúng con là Chúa làm phép lạ. Chúa của chúng con là Đấng mở đường. Chúa của chúng con là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Lời của Chúa là ánh sáng cho chân của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng giữ lời Ngài đã hứa với chúng con và làm ứng nghiệm tất cả những điều Ngài hứa. Vì Chúa của chúng con, Ngài là Đấng thành tín. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài qua những bài hát này. Xin Chúa Ngài đến gần vui nhận, ngự giữa những tiếng hát ngợi khen này và ban phước trên chúng con bằng sự hiện diện của chính mình Ngài, biến buổi thờ phượng này tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Và chúng con sẽ trở về tốt hơn và khi chúng con đến, mạnh mẽ hơn trước khi chúng con đến, và chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới hơn trước khi chúng con đến đây ở trong ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đứng và chúng ta cùng nhau tôn cao Chúa của chúng ta và công bố Ngài là Đấng đắc thắng cho chúng ta, Ngài là Đấng ban chúng ta sự bình an và Ngài là Đấng có thể bảo tồn sự sống của chúng ta trong ơn của Ngài.
những bao tố trong đời hay là kia
God, that your name would silence any fear or any doubt that we have, God.
We thank you, Lord, that you are the way maker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are, Father. We declare it again and again this morning, Lord, because your presence is in the midst of us, God. Your healing is in the midst of us, Father. Your miracles of signs and wonders is here, God. That as we call upon you, Father, you answer your children this morning, God. So would you move in this place, God, as we worship and adore you this morning. We declare you are here. You are here. Working, you never stop working.
Chị em được phước không? Amen. Cảm ơn Chúa. Không có gì sung sướng cho bằng chúng ta có thể hãnh diện và nói tốt về Đức Chúa Trời của chúng ta. Đấng và lời của bài hát cuối mà chúng ta được nhắc nhở đang ở trong tiến trình để dịch bài hát này. Lại nói sẽ là một bài hát để là tiếng hát của chúng ta trong những ngày sắp đến. Đó là nhiều năm trải qua, tác giả của bài hát nói rằng đi tìm câu trả lời và cái thắc mắc là tại sao người như con lại được Chúa Ngài cho biết là lời của Ngài cho con có một cái địa vị
là con mang sự đắc thắng của Chúa ở trong đời sống của con và đem phân phối sự đắc thắng này. Và cảm ơn Chúa, tác giả của bài hát được Chúa ngài dạy dỗ, nhắc nhở và cuối cùng đã tiếp nhận. Ngài dạy cho tiếp nhận. Đó là không phải công đức riêng của chúng ta, cũng không phải là do những gì chúng ta tạo nên. Nhưng vì Chúa yêu, Chúa cứu, Chúa chuộc chúng ta về và ngài mặc lấy quyền phép cũng như ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có thể bày tỏ sự đắc thắng của Chúa cho mọi hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta. Chúa hứa với chúng ta như vậy. Để rồi khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta công bố thì phép lạ sẽ xảy ra. Khi chúng ta ngợi khen Chúa và tung hô danh của ngài thì các tường thành như thành Jericho cũng phải sập. Bởi vì chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời toàn năng. Khi ngài đứng lên thì những tên khổng lồ phải ngã xuống, phải bị đánh hạ. Cảm ơn Chúa. Để khi chúng ta hiểu được điều này sẽ giúp đời sống của chúng ta bước đi trong thẩm quyền Chúa ngài ban cho và phước hạnh mà Chúa ngài dành cho chúng ta trong ơn của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài ban phước để chúng ta nhớ biết Chúa của chúng ta là ai, đấng làm những phép lạ lớn lao, đấng mở đường khi chúng ta thấy dường như không có con đường để đi, đấng giữ lời hứa của ngài. Bởi vì lời của Chúa nói rằng ngài đang thức quan sát từng lời của ngài đã phán để làm cho ứng nghiệm, làm thành lời của ngài. Nên chúng ta biết rằng Chúa ngài không mệt mỏi hay là đang đi dạo ở đâu đó, nhưng ngài đang tỉnh thức và từ ngôi cao sang của ngài nhìn xuống để làm ứng nghiệm từng lời mà Chúa ngài đã hứa với dân sự của ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bước sang phần dâng hiến, đó là phần của sự thờ phượng Chúa chúng ta. Chúng ta đã tin và chọn dâng những thời giờ đầu tiên của ngài cho Chúa trong thời giờ tỉnh nguyện, cầu nguyện, giao phó một ngày mới ở trong tay của ngài. Chúng ta dâng ngày đầu tiên của tuần lễ là ngày Chúa Nhật để chúng ta về nhà Chúa thờ phượng Chúa. Và chúng ta cũng dâng phần đầu tiên của lợi tức của chúng ta để chúng ta vinh danh Chúa, làm sáng danh ngài. Lời của Chúa hứa với chúng ta rằng khi chúng ta đặt Chúa đứng hàng đầu ở trong đời sống của chúng ta thì Chúa ngài sẽ ban phước trên chúng ta một cách dư dật. Cảm ơn Chúa. Trong tinh thần đó, chúng tôi cũng dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em đã trung tín dâng hiến để Hội Thánh có thể tiếp tục những công tác cũng như đeo đuổi khải tượng mà Chúa ngài ban cho chúng ta trong việc giúp đỡ cho chúng ta và những người chúng ta giới thiệu về Chúa cho họ được yêu Chúa, yêu người, giúp họ khám phá ra mục đích của Chúa cho đời sống khi giúp họ uống chén của sự cứu chuộc. Để rồi cùng nhau chúng ta có thể thay đổi thế giới này, ảnh hưởng trên thế giới này cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài ban phước trên chúng ta, đời sống của chúng ta. Giữa những sự khó khăn, chúng ta vẫn kinh nghiệm sự chu cấp từ nơi Chúa. Và chúng ta tin rằng Chúa ngài cũng sẽ tiếp tục ban phước trên đời sống của chúng ta. Đối với anh chị em đang thờ phượng Chúa với chúng tôi online, anh chị em muốn dự phần vào việc dâng hiến, anh chị em có thể trở vào trang web của Hội Thánh vbchouston.com. Chúng ta vào, chúng ta bấm vào trong nút dâng hiến online để chúng ta có thể thiết kế kế hoạch dâng hiến của chúng ta. Đó là cách nơi đây chúng ta có thể dự phần vào trong việc dâng hiến với Hội Thánh ở tại đây, ở trong ơn của Chúa. Ở trong thời giờ này một lần nữa, xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên ở tại đây và khắp mọi nơi, ở tại nhà các anh chị em đang cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi. Chúng ta tôn trọng Chúa và chúng ta dâng những tài vật này như của lễ chúng ta dâng lên trước mặt Chúa. Xin Chúa vui nhận và ban phước trên. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn ngài. Một ngày mới tốt lành Chúa ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự bảo vệ, gìn giữ, chu cấp của Chúa cho cuộc đời của chúng con. Ngài ban cho chúng con tay của chúng con mạnh sức để làm nên của cải. Ngài yểm trợ và ban phước trên chúng con. Như lời của Chúa hứa, trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của ngài, thì ngài sẽ ban cho chúng con tất cả và cho thêm chúng con
những điều mà dân ngoại đang lo lắng, cái ăn, cái mặc. Vì Chúa là cha chúng con và Ngài chu cấp cho chúng con tất cả. Chúng con biết ơn Ngài. Vậy đây chúng con mang lại một phần của lợi tức, của mùa màng mà chúng con thu hoạch được. Chúng con dâng lên trước mặt Ngài. Như lời của Chúa đã dạy chúng con, đây là phần thánh thuộc riêng về Chúa. Chúng con mang về đây với lòng biết ơn Chúa vì Ngài là đấng ban cho chúng con tất cả. Và chúng con cũng đã dâng cả cuộc đời chúng con ở trong tay của Ngài. Nhưng Chúa lại cho chúng con cơ hội để quản lý chính phần còn lại. Xin ban ơn để chúng con quản lý một cách tốt đẹp và Chúa có thể ban phước chúng con càng hơn nữa, để chứng minh ở giữa dòng họ, giữa những người đang quan sát đời sống của chúng con, chúng con đã được Chúa Ngài mang chúng con vào trong vương quốc của Ngài. Và bây giờ chúng con là người nhà của Đức Chúa Trời. Vua của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, là cha đời đời của chúng con. Đấng ban phước chu cấp cho chúng con, và sự ban phước của Ngài ở trên cuộc đời chúng con vượt xa khỏi thời tiết, hạn hán hay bất cứ một điều gì ở trên trần gian này. Vì chúng con không thuộc về nền kinh tế của thế giới này, nhưng con thuộc về nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời. Xin ban phước để mọi người thấy cách mà Đức Chúa Trời của chúng con cũng là cha chúng con ban phước trên con, trên dân của Ngài như thế nào. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin vui nhận những tài vật này và khiến nó trở nên lớn rộng trong phép lạ của Chúa, để chúng con có thể lo cho công việc nhà Chúa tại đây và giữ phần vào những công tác mà Chúa Ngài sai phái chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Bên Chúa, chúng con xin Chúa Ngài ban phước lại trên hết thảy anh chị em chúng con, dư dật càng hơn ở trong ơn của Ngài. Xin ban ơn cho chúng con có sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa, để chúng con có thể quản lý các thứ ơn của Ngài một cách tốt đẹp. Hồi Chúa có thể ban phước trên chúng con càng hơn như nguyên tắc mà Chúa Ngài đã dạy. Trung tín trong việc nhỏ sẽ được Chúa giao phó cho những việc lớn hơn. Hồi Chúa chúng con có thể dự phần vào việc rao giảng tin lành của Chúa và chuẩn bị một dân sẵn lòng để nghinh tiếp Chúa khi Ngài Đức Chúa Jesus Christ của chúng con trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạm Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin anh chị em ngồi. Chúng ta giữ số tiền dân đó và trên đường chúng ta ra về, chúng ta có thể đặt vào thùng dân hiến ở phía cuối phòng thờ phượng của chúng ta ở trong ngày hôm nay. Good morning, church. Good morning. Good morning. Bây giờ chúng ta sang qua phần thông báo. Cho những gia đình có con em nhỏ từ 1 đến 12 tuổi trực tiếp ở đây, Hội Thánh khuyến khích quý phụ huynh cho phép con em mình tham dự một vụ VBC Kids đang diễn ra tại CLC, là tòa nhà bên trái của quý vị. Các em sẽ thờ phượng, học kinh thánh và nhiều sinh hoạt khác nữa. Nếu ông bà anh chị em đang theo dõi từ nhà, quý vị có thể phát trực tuyến VBC Kids Online Worship qua YouTube. Link cho VBC Kids Online Worship có tìm thấy trong comments bây giờ. Và cảm ơn Chúa cho Đại hội Phục Hưng. Amen. Amen. Tất cả thông tin chi tiết về Đại hội Phục Hưng được đăng trên trang web revivalconference.com và đăng ký được mở. Registration is open. Xin mời ông bà anh chị em ghi danh cho Đại hội Phục Hưng sớm để ban tổ chức có thể chuẩn bị. Phí ghi danh là 50 đồng cho tất cả những người tham dự, bao gồm cả trẻ em. Chúng ta nhớ là Đại hội Phục Hưng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 15 đến 17 tây tháng 10, tại đây là 6100 Ridgemont Street. Và chủ đề năm nay là quyền năng. Cảm ơn Chúa. Xin mời tất cả con cái Chúa đến và tham dự. Chúng ta biết rằng vì sự khao khát của ông bà anh chị em, sự hiện diện, hiển lộ của Ngài, Chúa Cha của chúng ta được bày tỏ một cách siêu nhiên trong những ngày đại hội Phục Hưng. Amen. So, chúng ta nhớ rằng hãy ghi danh sớm. Cho những ai muốn phục vụ trong đội Dream Team, vui lòng gửi email cho info@vbchouston.com để biết thêm thông tin và nhận mã giảm giá đặc biệt. Sau giờ thờ phượng hôm nay, ban ghi danh sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em nào muốn đăng ký và tình nguyện cho Đại hội Phục Hưng.
Vui lòng gặp ở tiền sảnh sau giờ nhóm. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta xin mời Mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được trở lại nhà Chúa ở tại đây sau 2 tuần gián đoạn. Vì chúng ta bị mất điện. Cái ổ breaker, con dao điện của chúng ta bị hư và phải sửa chữa, mà cũng gặp một số những cái sự khó khăn. Và trưa thứ bảy vừa qua chúng ta đã hoàn tất lắp được vào, nhưng mà công ty điện, nhà đèn họ không trở ra được để bật cầu dao của đường dẫn điện đến cơ sở của chúng ta. Cho nên chúng ta lại phải nhóm lại online để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta quan sát xem những người vào xem, thì chúng tôi biết ơn Chúa vì thấy anh chị em cũng đã trung tín vào để cùng nhóm lại Vương Hội Thánh. Dù hoàn cảnh có như thế nào, Chúa cho chúng ta tấm lòng thờ phượng Chúa và kết nối với Hội Thánh để chúng ta được phước của Chúa. Nên một lần nữa cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn, vì chúng tôi làm đủ mọi cách để phục hồi điện càng sớm càng tốt, mà vẫn không thể vượt qua được cái việc đó là ngày thứ bảy thì công ty điện lực họ không có làm việc, cho nên họ không đáp ứng những nhu cầu gọi là không có khẩn cấp của chúng ta. Họ phải chờ đến ngày thứ hai mới bật điện trở lại. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được sinh hoạt ở trong nhà của Chúa, ở trong ngày hôm nay, ở trong ơn của Ngài. Một số anh chị em nói rằng cảm ơn Chúa là tôi sẽ không còn than phiền về phòng nhóm nóng hay lạnh nữa, bởi vì biết rằng cái gì Chúa cho mình nên hưởng và biết ơn. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài là đấng ban cho chúng ta tất cả những phước hạnh cũng như tiện nghi trong đời sống, bởi vì Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và tuần rồi, mặc dù chúng ta không có nhóm lại ở tại địa điểm của chúng ta nhưng online, chúng ta đã kết thúc loạt bài về những sự siêu nhiên, và chúng ta đã học trong linh giới hiện tại là thế giới mà mắt của chúng ta không thấy nhưng đang diễn ra một trận chiến mà chúng ta gọi là chiến trận thuộc linh. Có một sự giằng co của bóng tối và ánh sáng giữa Đức Chúa Trời và vương quốc của Đức Chúa Trời cùng với Satan và các quỷ của nó. Thì chúng ta biết rằng trận chiến này đang diễn ra và sẽ tiếp tục diễn ra, như lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong chiến trận. Nhưng mà chiến trận này chúng ta không đánh với thịt và huyết, tức là những con người, nhưng mà cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua Chúa ở các nơi tối này và các thần dữ ở các miền ở trên trời. Và chúng ta biết điều đó. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài ban cho chúng ta phước hạnh để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự yểm trợ, giúp đỡ từ Đức Thánh Linh để tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ. Và Ngài cũng có thiên sứ của Ngài là các thần hầu việc gửi đến để đóng trại, gìn giữ, bảo vệ chúng ta, cũng như thêm sức cho chúng ta khi chúng ta có cần. Như thiên sứ đã đến và thêm sức cho Đức Chúa Giêsu sau khi Chúa trải qua cuộc thử thách bởi Satan sau khi Ngài kiêng ăn 40 ngày. Cũng như Chúa, thiên sứ của Chúa cũng đã đến để yểm trợ Đức Chúa Giêsu khi Ngài chiến đấu ở trong vườn Gethsemane. Và các thần hầu việc này được lời của Chúa hứa với chúng ta rằng được sai đến để giúp đỡ, để phục vụ chúng ta là những người hưởng sự cứu rỗi ở Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng điều đó đã giúp đỡ để vén mở cho chúng ta thấy được và nhận biết rằng chung quanh chúng ta, những điều mà chúng ta đang thấy là một trận chiến. Và cảm ơn Chúa, Chúa của chúng ta là đấng đắc thắng. Ngài cũng chẳng những thắng mà Ngài còn cho chúng ta sự đắc thắng này. Cho nên Chúa Ngài giao cho chúng ta những trận đánh ở trong đời sống của chúng ta, không phải để chúng ta giành sự đắc thắng, nhưng để chúng ta có thể bày tỏ sự đắc thắng của Chúa trên những hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng tôi mời anh chị em chúng ta cùng học một loạt bài mới, nói đến những điều cũng liên quan đến sự sống siêu nhiên.
đó là chúng ta sẽ cùng học về các phép lạ mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Tại sao chúng ta phải học về các phép lạ Chúa Giêsu đã làm? Lý do là bởi vì chúng ta thường sống cuộc sống chỉ để sống. Chúng ta không mong đợi điều gì phi thường xảy ra. Nhưng mà khi chúng ta là những người theo Chúa và chúng ta có Chúa Giêsu làm cứu Chúa và là chủ của đời sống của chúng ta, thì chúng ta đang đi theo một đấng làm phép lạ. Và lời của Chúa cho chúng ta thấy rất là nhiều phép lạ mà Chúa Giêsu Ngài đã làm. Mặc dù sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng các bốn sách Tin Lành ghi lại cho chúng ta, để chúng ta cộng hết thì là 34 đến 35 phép lạ mà Chúa Giêsu Ngài đã làm được ghi chép lại cho chúng ta. 34 nếu chúng ta không kể cái phép lạ 4.000 người mà Chúa Ngài đã hóa bánh cho họ ăn, và chúng ta kể cái 5.000 và 4.000 là một câu chuyện. Nhưng mà nếu chúng ta đếm hết thì chúng ta thấy rằng có ít nhất là 35 phép lạ đã được ghi lại cho chúng ta, mà sứ đồ Giăng nói rằng ghi lại để chúng ta tin. Bởi vì nếu mà ghi hết tất cả những việc Chúa Giêsu làm và các phép lạ của Ngài làm, thì các sách mà có thể in được, có thể viết được, có thể chép được của cả thế gian này cũng không đủ để có thể ghi chép những việc Chúa làm. Bởi vì trong một ngày, Chúa có thể làm rất là nhiều phép lạ, vì Ngài chữa lành hết thảy những người đau ốm bệnh tật mà người ta mang đến để Chúa Ngài chữa lành. Ngài cũng làm những phép lạ ở trong mọi sinh hoạt. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta là đấng làm phép lạ. Nếu chúng ta là những người đi theo Chúa, là đấng làm phép lạ, thì chúng ta có thể thấy đời sống của chúng ta kinh nghiệm được những phép lạ, những việc siêu nhiên mà Chúa làm. Thì vua của chúng ta là Chúa toàn năng. Ngài dành sẵn cuộc sống của chúng ta những điều luôn luôn lớn hơn là những gì chúng ta có thể suy tưởng, chúng ta có thể mong đợi. Bởi vì Chúa, Ngài muốn ban phước và làm việc trên đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ mong đợi những điều trần tục, vì đó là những điều mắt của chúng ta có thể thấy được. Chúng ta mong đợi những sự có tính chất thường, và thậm chí còn có thể mong đợi những điều tồi tệ sẽ xảy ra, là cuộc đời cứ đi xuống và khó khăn cứ mỗi một khó khăn. Nhưng mà anh chị em, chúng ta có một Chúa toàn năng có thể can thiệp vào. Khi chúng ta mời Ngài trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể mời Chúa bước vào và phép lạ Chúa có thể làm để cứu giúp chúng ta, để có thể thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, để có thể khiến cho chúng ta kinh nghiệm được sự nâng đỡ, tiếp trợ từ nơi Chúa. Và trong những ngày qua chúng ta có nghe những lời làm chứng về những điều Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện, Chúa Ngài hành động, Ngài làm việc. Khi chúng ta bởi đức tin, chúng ta ngỏ lời mời, lại Chúa, hoàn cảnh của chúng con như thế này, nhưng xin Chúa là Chúa toàn năng có thể can thiệp vào để thay đổi tình hình. Một trong những điều mà tôi rất là được khích lệ để chia sẻ với anh chị em, để động viên tinh thần của anh chị em, đó là trong trường hợp của gia đình của anh Lục Hồng Văn. Chúng ta biết rằng chị gặp nhiễm trùng ruột và ruột bị bể. Thì chúng ta thấy những chất ở trong ruột nó trào ra bên ngoài bụng, thì nó nhiễm trùng và làm độc và rất là nguy hiểm cho tính mạng. Phải đưa vào cấp cứu và bác sĩ phải giải phẫu để nối lại. Cùng một lúc họ khám phá ra rằng chị bị ung thư gan, rồi nó lan ra di căn, nó lan đến tim, đến phổi và tim. Thì hoàn cảnh rất là bế tắc. Tôi nhớ tối thứ ba đó đến để chia sẻ và nhờ Hội Thánh tiếp tay để cầu nguyện. Và chúng tôi đã hiệp lòng, hiệp ý và cầu nguyện. Chúa Ngài đáp lời. Và chúng ta thấy rằng việc đã được giải quyết. Ung thư không còn tìm thấy. Và cảm ơn Chúa, chị đã được phục hồi và trở về sinh hoạt ở nhà một cách bình thường. Tôi sáng nay trước giờ nhóm hỏi anh Lục Hồng Văn chị như thế nào. Nói rằng vẫn khỏe một sự. Cảm ơn Chúa. Amen anh chị em. Đó là điều mà chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta, là đấng có quyền và sẵn sàng để làm những phép lạ, để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa trong đời sống của chúng ta. Đây là điều rất là quan trọng, xin Chúa Ngài giúp đỡ. Vì nhiều khi, hiếm khi chúng ta sống một cuộc đời với một kỳ vọng về những điều kỳ diệu, phi thường,
mà Chúa của chúng ta có thể làm. Và chúng ta biết Ngài có quyền năng. Nhưng nếu chúng ta không hiểu cách Chúa làm việc và sử dụng quyền năng mà Chúa Ngài ban cho, cũng như bước đi trong ơn của Ngài, chúng ta sẽ gặp trở ngại. Chúng ta sẽ không thấy được, mặc dù Chúa Ngài rất muốn làm những phép lạ của Ngài trên đời sống của chúng ta. Nên nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để trong lúc chúng ta học về các phép lạ Chúa Giêsu đã làm, đức tin của chúng ta được kiện toàn. Chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về Chúa của chúng ta. Bởi vì anh chị em, chúng ta phải công nhận rằng ngoài kia cũng có nhiều cái tiếng nói, những cái lập trường, những cái quan điểm, luôn cả những người trong giáo hội nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài không còn làm phép lạ nữa. Tất cả những việc mà chúng ta cần phải đối phó, chúng ta phải đối phó trong sức của mình, vì Chúa Ngài đã ngưng làm phép lạ rồi. Nhưng mà tôi cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ cho để trong những ngày này, đến cuối mùa hè này, chúng ta sẽ học về các phép lạ. Chúng ta sẽ rút tỉa những nguyên tắc, những quy luật mà Chúa Ngài đã định, để chúng ta có thể trải nghiệm Chúa một cách phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao mà Chúa sẽ làm. Vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị làm những việc rất lớn. Tôi tin rằng phía bên kia của COVID-19, Chúa Ngài sẽ cho phép một cuộc thức tỉnh tâm linh lớn nhất trong lịch sử xảy ra. Bởi vì COVID-19 đã cho loài người chúng ta biết cuộc sống của con người chúng ta, mạng sống của chúng ta rất là mỏng manh. Và chỉ một con virus nhỏ như vậy có thể làm cho cả thế giới khốn đốn với nó. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta tin rằng COVID-19 không làm cho quyền năng chữa lành của Chúa bị giới hạn. Và tôi đã nói nhiều lần và tôi cũng tin, cho nên tôi công bố rằng nó cũng không làm cho Chúa ngạc nhiên. Chúa nói, ủa, ở đâu mà nó xuất hiện, nó lạ như thế này, Chúa bó tay. Không, anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời toàn năng. Và kinh nghiệm của chúng ta trải qua những cái sự khó khăn này, chúng ta nhìn nhận rằng COVID nó có đó, nó cũng gây nhiều sự thương tổn. Nhưng mà chúng ta tin chắc một điều rằng Chúa của chúng ta, Ngài có thể giúp đỡ để chúng ta sẽ vượt qua. Và chúng ta sẽ thấy được khi có Chúa trong đời sống của chúng ta, bảo tố trong cuộc đời của chúng ta là điều chúng ta có thể vượt qua được. Nó không nhận chìm chúng ta, nó không giết chúng ta. Nhưng mà có Chúa ở trong thuyền của chúng ta thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong hơn của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ chuẩn bị và được Chúa Ngài sử dụng chúng ta trong cơn thức tỉnh tâm linh này, để chúng ta sẽ có một mùa thu hoạch rất lớn. Và tôi tin rằng chúng ta chuẩn bị để nghênh đón Đức Chúa Giêsu tái lâm, vì Ngài, sự trở lại của Ngài rất gần rồi. Vì những dấu báo của Chúa chúng ta quan sát và chúng ta thấy có rất là nhiều điều đang xảy ra. Dịch lệ, như lời của Chúa cho chúng ta biết rằng sẽ có những cái loại dịch lệ lớn hơn nữa. Và Chúa đang tập tay của chúng ta đánh trận, để giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết cách để chúng ta có thể đối phó và phục vụ, không co lại trong sự sợ hãi. Nhưng mà hội thánh của Chúa, vì Chúa Ngài chiếu sáng trên chúng ta bừng lên, chúng ta phục vụ. Và quan trọng nhất là chúng ta đem nhiều người trở lại cùng Chúa trước khi tất cả những điều này sẽ diễn ra một cách lớn hơn. Sự khó khăn trong 7 năm đại nạn sẽ giết chết 1/3 dân số trên thế giới. Đó là điều mà chúng ta cần biết, lời của Chúa đã báo cho chúng ta. Công việc của chúng ta là cứu càng nhiều người càng tốt, càng nhanh chừng nào càng tốt chừng đó, vì đêm đã khuya, Ngài hầu đến. Nhưng chúng ta không thể nào có thể được Chúa Ngài sử dụng và ban phước khi chúng ta chưa biết và chưa tin Đức Chúa Trời của chúng ta quyền năng như thế nào và Ngài có thể làm được những điều gì. Nên nguyện xin Chúa Ngài ban phước để qua loạt bài này, Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta kiện toàn hơn, để chúng ta kinh nghiệm cho đời sống của mình,
để chúng ta sẽ có những lời làm chứng, những câu chuyện chúng ta nói một cách rất thật về Đức Chúa Trời của chúng ta. Một ngày kia Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa đó, là người dọn đường cho Chúa. Ông đã sai môn đồ của mình đến để hỏi Chúa Giê-xu, Thầy có phải là đấng phải đến? Hay chúng tôi phải chờ một đấng nào khác? Ý của ông hỏi là công việc của Ngài có bày tỏ ra là Ngài là đấng phải đến hay không? Hay là chúng tôi phải chờ một đấng khác? Thì Chúa Ngài nói với các môn đồ của Giăng ở trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 4 câu 5 rằng Đức Chúa Giê-xu đáp: Hãy về, thuật lại cho dân những gì các ngươi nghe và thấy. Người mù được sáng, người què được đi, người phun hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Chúng ta đã đời với rằng là ta chính là đấng đó. Nhưng mà Chúa bảo rằng hãy về nói với rằng những việc này, đây là công việc của ta. Công việc của ta chứng minh ta chính là đấng mà các lời tiên tri đã báo, là đấng Messiah phải đến, là cứu Chúa, đấng chịu sức giàu sẽ đến. Công việc của Ngài làm đúng như điều mà lời của Chúa đã tiên tri trước. Người mù được sáng, người què được đi, người phung hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Chúng ta biết lời tiên tri của Ê-sai 61 đã tiên tri điều này về đấng chịu sức giàu. Và Chúa Ngài muốn nói rằng đừng nghe lời ta mà thôi, nhưng hãy nhìn thấy việc ta làm để các ngươi tin. Và đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần được lời của Chúa nhắc nhở và xây dựng đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể thấy được những điều lạ lùng Chúa Ngài làm cho đời sống của chúng ta. Và theo công vụ các sứ đồ, các phép lạ là việc tốt lành của Đức Chúa Trời của chúng ta, của Đức Chúa Giê-xu. Vì công vụ chương 10 câu 38 nói thế nào? Đức Chúa Trời đã sức giàu cho Đức Chúa Giê-xu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng. Rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức, trong bản tiếng Anh là do good work, và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là đấng làm phép lạ, và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời làm phép lạ. Đức Chúa Trời là làm phép lạ trong Cựu Ước, vẫn là Đức Chúa Trời đấng làm phép lạ ngày hôm nay. Không có gì để chúng ta phải nghi ngờ về điều này. Và lời của Chúa trong Ê-sai 77 câu 14 nói rằng Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài giữa các dân, không phải chỉ trước mặt một vài người, nhưng mà Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài giữa các dân. Cảm ơn Chúa, Ngài là đấng hay làm, là đấng thích làm, là đấng thường xuyên làm. Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Cảm ơn Chúa. Và Gióp chương 5 câu 9, Ngài làm những việc lớn lao không dò xét được, vô vàn điều diệu kỳ không thể đếm xong. Cảm ơn Chúa. Vô vàn những điều diệu kỳ không thể đếm hết được. Đó là Chúa của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để anh chị em lại đặt lòng tin nơi Chúa. Nhiều khi chúng ta thấy dịch lệ nó xảy ra, những sự khó khăn chung quanh chúng ta, mà nhất là nó lan tỏa khắp cả thế giới, khiến cho lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời dường như là bị che khuất bởi con COVID-19 này. Mà xin lời của Chúa giúp đỡ để chúng ta là trở lại nhận biết Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Đấng đã từng làm phép lạ sẽ tiếp tục làm phép lạ. Vì chính Đức Chúa Trời Ngài hỏi dân sự của Chúa qua tiên tri Jeremy ở trong Jeremy 32 câu 27: Này, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, có việc gì khó quá cho ta chăng? Và dĩ nhiên tiên tri của Chúa trả lời: Chúa biết, không một việc gì là khó cho Ngài, không một việc gì là khó cho Chúa. Để chúng ta có thể bắt đầu thấy và hiểu quyền năng làm phép lạ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta
Có một số điều chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về Chúa. Thứ nhất, chúng ta cần biết Chúa chúng ta là thần. Phúc âm Giăng chương 4 câu 24 nói, Đức Chúa Trời là thần, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Có nghĩa là chúng ta không thể thờ phượng Chúa với các giác quan ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải nối kết thờ phượng Chúa ở trong linh, ở trong tâm linh của chúng ta. Và chúng ta cũng không thờ phượng Chúa bằng những cái sự suy nghĩ lập luận của con người, nhưng mà chúng ta thờ phượng Chúa bằng chân lý. Cảm ơn Chúa. Điều này sẽ giúp cho chúng ta là chúng ta tương giao thờ phượng Chúa từ nơi tâm linh của chúng ta tương giao với Chúa. Và chúng ta thờ phượng Ngài không dựa trên ý kiến của con người, nhưng mà chúng ta thờ phượng Chúa dựa trên chân lý là lời của Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Cho nên chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời với giác quan của chúng ta, mặc dù giác quan cần thiết để giúp đỡ cho chúng ta cảm nhận, kinh nghiệm được. Nhưng mà nhớ rằng Chúa của chúng ta là thần, là đấng vô hình. Mắt thường của chúng ta có thể không thấy Ngài, trừ trường hợp Chúa bày tỏ cho chúng ta một cách đặc biệt. Nhưng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được công việc của Chúa. Và chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa trong những mức độ mà Chúa muốn cho chúng ta kinh nghiệm. Ở đây là phước hạnh mà chúng ta sẽ học được ở trong ngày hôm nay. Chúa cho chúng ta có phần ở trong cái tiến trình, ở trong công việc Chúa làm, để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời dựng nên thế giới hữu hình của chúng ta từ nơi thế giới vô hình của Chúa. Chúng ta nhớ điều này rất là quan trọng, để chúng ta có thể thấy được từ nơi thế giới vô hình Chúa ngài dựng nên thế giới hữu hình của chúng ta. Và phép lạ cũng xảy ra như vậy, bắt đầu từ thế giới vô hình, nhưng mà sẽ thể hiện ra để mắt của chúng ta có thể thấy được và chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta, cho nên được gọi là phép lạ. Hebrew chương 11 câu 3 nói, bởi đức tin, chúng ta biết rằng vũ trụ đã được dựng nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Xin Chúa ngài mặc khải để điều này chúng ta hiểu được ở trong tâm linh chúng ta. Đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Điều này rất là quan trọng. Vì nếu tôi giới hạn tầm hiểu biết của tôi trong thế giới tự nhiên mà thôi, thì tôi không thể bắt đầu hiểu Đức Chúa Trời hay bình diện thuộc linh nơi mà Chúa ngài hiện diện. Nên chúng ta xin Chúa ngài làm cho chúng ta được một sự bứt phá, để cái nóc của sự hiểu biết của chúng ta không chỉ giới hạn cho những điều mắt chúng ta thấy mà thôi. Vì con người xác thịt, con người tự nhiên của chúng ta đó, thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi gọi là những người không ngoan, những bác học. Họ nói rằng những cái gì mà chúng ta không thể cân được, chúng ta không thể đo được, chúng ta không thể nếm được, chúng ta không thể rờ được, thì chúng ta không nên tin. Nghe thấy có vẻ khôn ngoan, nhưng mà có thể chúng ta không thấy cái não của mình. Chúng ta cũng không tự cắt cái não chúng ta đem bỏ lên cân của nó bao nhiêu cân. Nhưng mà người nào chỉ có điên mới nói rằng mình không có não. Phải không anh chị em? Hay là tình yêu thương. Chúng ta không thể cân đo tình yêu thương được, nhưng mà nó có thật. Chúng ta trải nghiệm được, chúng ta kinh nghiệm được. Cho nên có những điều mà khoa học hay là con người tự nhiên không thể hiểu được, phải có Thánh Linh của Chúa mới có thể giúp đỡ cho chúng ta hiểu được. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14 nói, người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải phán đoán một cách thuộc linh. Những người không có Thánh Linh của Chúa, chúng ta có giải thích cái chuyện thuộc linh như thế nào, thì chúng ta thấy rằng nếu đòi hỏi trí não của họ
trí tuệ của họ để hiểu thì họ không hiểu được. Cho đến khi Thánh Linh của Chúa Ngài giúp đỡ thì họ mới có thể phán đoán những điều thuộc linh được. Bởi vì chính Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Con người xác thịt nói tôi không thể tin điều này trừ trường hợp tôi có thể chứng minh nó với cảm xúc, với mắt của tôi có thể thấy được. Trong chủ trương của con người ngày hôm nay rất nhiều, đó là tôi phải chứng minh được thì tôi mới có thể tin. Nhưng anh chị em là cơ đốc nhân, là những người tin Chúa, thì chúng ta sống với một quy luật khác. Thấy để mà tin thì nó không phải là tiếng nói của đức tin. Nhưng mà tiếng nói của đức tin là tin rồi sẽ thấy. Nhưng mà phải tin một cách mù quáng, tin dựa trên lời của Chúa. Đây là điều rất là quan trọng để chúng ta nhớ đến ở trong đời sống của chúng ta. Bình diện thuộc linh mà con người thuộc thể không thể hiểu được. Nhưng mà Chúa Ngài hé mở cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được những điều thuộc linh một cách rất là quan trọng. Xin lỗi tôi quên đem cái ví dụ này để trình bày cho chị em. Nhiều năm về trước, có những người nghiên cứu thì họ khám phá ra một điều, có những quy luật mà chúng ta thấy ở trong đời này, những cái luật đã định có thể thắng được một cách tốt đẹp. Khi người ta nghiên cứu về máy bay, người ta thấy có một cái nguyên tắc nó xảy ra. Có ba điều làm cho một cái khối sắt khổng lồ như vậy, cộng với lại số lượng hành khách có thể ngồi ở trên cái khối sắt đó, cộng với hành lý của họ, có thể bay bổng được ở trên bầu trời. Cái quy luật tự nhiên, đó là cái luật hấp dẫn của trái đất, sức hút của trái đất, thì khối sắt đó không thể nào có thể bay được. Giống như tờ giấy mà tôi có ở tại đây, nó nhẹ thôi, nhưng mà khi chúng ta gom nó lại, cụm nó lại, chúng ta thả thì nó rớt thẳng xuống. Đó là luật tự nhiên mà Chúa Ngài đã định. Nhưng người ta khám phá ra một điều, nếu có một cái luật khác được gọi là cái luật nâng, lift, cộng với là cái luật đẩy, thì máy bay có thể bay được. Cùng một trang giấy với cái sức nặng của nó. Mà một hình ảnh chúng tôi có thể mời chị em chúng ta suy nghĩ tại đây. Đó là người ta đã xếp được cái tờ giấy đó để nó có cái luật nâng khi có cái cánh của nó. Với cái sức đẩy, khi chúng tôi dùng sức của mình để phóng, thì nó thắng được cái luật hấp dẫn của trái đất. Cái chiếc máy bay giấy này với cái sức nâng của cánh và sức tống của tay của tôi phóng ra thì nó có thể bay được. Đó là sự khác biệt mà chúng ta có thể thấy được ở tại đây. Khi một cái khối sắt lớn như vậy, khối nhôm cộng với sắt lớn như vậy mà có được cái cánh để có thể tạo nên cái lực nâng và sức tống của phản lực cơ, thì chúng ta thấy rằng cộng với lại cái sức hút của trái đất, luật hấp dẫn của trái đất là điều tự nhiên kéo cái chiếc máy bay đó nó ở yên ở trên mặt đất. Nhưng mà với một cái sức tống đẩy mạnh và sức nâng của cánh thì máy bay có thể cất cánh được. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta ngồi lên máy bay kéo ra khỏi cổng của phi trường rồi thì chúng ta thấy rằng người ta bắt đầu áp dụng cái sức tống của phản lực. Chúng ta thấy bắt đầu đưa ra phi đạo. Ban đầu nó chuyển bánh và chúng ta thấy nó chậm, nhưng mà nó tăng nhanh dần vì sức tống đang gia tăng. Khi những cái chiếc máy phản lực được mở lên ở trong cái mức độ cao, xăng đốt và khiến cho
cái cánh quạt tạo nên cái sức tống này một cách mạnh mẽ. Với một cái tốc độ mà lý tưởng thì chúng ta thấy với cái sức nâng mà cánh có thể nâng lên được, cộng với lại sức kéo của luật hấp dẫn, thì chúng ta thấy rằng sức nâng, luật nâng và luật tống đã thắng được cái luật hấp dẫn và máy bay bắt đầu cất cánh. Cùng một nguyên tắc này, chúng ta thấy lời của Chúa ở trong Roma chương 8 câu số 2 nói: vì luật của Thánh Linh, sự sống trong Đấng Christ Jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Khi Adam và Eva, tổ phụ của loài người chúng ta phạm tội, thì cái luật của tội lỗi và sự chết đã đi vào trong thế gian này. Nhưng cảm ơn Chúa có một luật cao hơn, là luật của Thánh Linh, sự sống ở trong Đấng Christ Jesus, thì đã giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Cảm ơn Chúa. Cho nên là con Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì bởi Thánh Linh của Chúa, bởi luật của Thánh Linh mà đã giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta có thể thắng được những sự cám dỗ và chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa làm việc với chúng ta để chúng ta có thể thắng được tội lỗi, như là sức tống và sức nâng có thể làm cho máy bay có thể cất cánh vì đã thắng được cái luật của hấp dẫn của trái đất. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyên tắc này chúng ta nhớ, những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong đời sống của chúng ta như là luật hấp dẫn trái đất, nó đang kéo chúng ta xuống, nó đang trì kéo chúng ta, nó đang giữ và nó làm cho chúng ta bị nặng. Nhưng cảm ơn Chúa, trong sức toàn năng của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu, với quyền năng của Đức Thánh Linh, có một sức tống rất mạnh của năng lực của Ngài, có thể khiến cho những gì đang trì kéo chúng ta, đang cầm giữ chúng ta, nó phải buông tay. Vì Chúa có thể thi hành công việc của Ngài. Và quy luật này nó hoạt động trong cách siêu nhiên, khiến cho con người của chúng ta phải gọi nó là phép lạ. Chúng ta nhớ khi các môn đồ của Chúa gặp bão giữa biển, họ chống chèo đối diện với cái sự khó khăn đó. Chúa Giêsu đang cầu nguyện ở trên núi, và Ngài đã làm một công việc để đến với các môn đồ của Ngài để giúp đỡ họ. Ở Chúa, Ngài bước đi trên mặt nước. Đó là chuyện khác thường. Quy luật tự nhiên là chúng ta thấy cái luật của trọng lượng, thì cơ thể của một con người cộng so với lại chất lỏng thì nặng hơn, cho nên chìm là cái chắc. Nhưng mà vì Đức Chúa Giêsu là Đấng toàn năng và Ngài là Đấng đã sáng tạo nên và đặt những cái quy luật này, Ngài có quyền để có thể bước cao hơn cái quy luật này. Cho nên Chúa Ngài đi ở trên mặt nước và đến với các môn đồ của Ngài, và khi Chúa Ngài bước vào thuyền thì lập tức cả cái chiếc thuyền cộng với các môn đồ của Chúa cập bến Ngài tức khắc. Cảm ơn Chúa. Cho thấy Chúa của chúng ta có quyền ở trên những cái quy luật tự nhiên, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời siêu nhiên của chúng ta, có thể giúp đỡ cho chúng ta để kinh nghiệm được sự cứu giúp từ nơi Ngài. Amen anh chị em. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu Ngài đã làm, được chép cho chúng ta ở trong Giăng chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 11. Vào ngày thứ ba, có một tiệc cưới tại thành Cana trong miền Galilee. Mẹ của Đức Giêsu có mặt tại đó. Đức Giêsu và các môn đồ của Ngài cũng được mời dự tiệc. Khi rượu đã cạn, mẹ Đức Giêsu nói với Ngài: người ta không còn rượu nữa. Đức Giêsu trả lời: thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Mẹ Ngài nói với những người phục vụ rằng: người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Có thể Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu, bà chưa từng thấy phép lạ Chúa Giêsu làm, vì cho đến giờ phút này Chúa chưa làm một phép lạ nào. Nhưng bà biết, bởi vì lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng hơn
thân hình càng lớn càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Bà biết rằng Chúa Giê-xu rất là khôn ngoan. Có thể bà đến và trình bày cái nan đề đó là người ta không còn rượu nữa. Thì có thể hy vọng của bà là Chúa Giê-xu trong sự khôn ngoan của Ngài, Ngài sẽ có cách để giúp đỡ họ giải quyết được nan đề này. Nhưng khi Chúa Giê-xu trả lời với bà thì bà đã hướng dẫn cho những người phục vụ. Một sự hướng dẫn rất là tốt mà chúng ta cần nghe ở tại đây và áp dụng. Đó là người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Cảm ơn Chúa. Nguyên tắc thuộc linh này rất là quan trọng cho chúng ta là những người con Chúa muốn kinh nghiệm được dấu kỳ phép lạ và sự siêu nhiên của Chúa. Chúa bảo chúng ta điều gì, hãy làm. Bạn hiểu đến nói rằng hãy làm y như vậy. Làm chính xác như vậy. Chúa bảo sao, hãy làm chính xác như vậy. Và đây là điều rất là quan trọng. Nhiều người làm, nhưng mà làm theo cách của mình nữa. Cho nên chúng ta lại không thấy việc xảy ra như Chúa Ngài đã định. Mary khuyến khích những người phục vụ, người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Chúng ta để cho lời của Chúa bảo chúng ta làm gì, và với đức tin chúng ta làm y như vậy. Rồi chúng ta sẽ thấy lời của Chúa sẽ ứng nghiệm đúng như Chúa Ngài đã dạy cho chúng ta, như điều Chúa Ngài đã hứa. Amen anh chị em. Người bảo chi, người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Trong bản cũ của chúng ta, người bảo chi hãy vâng theo cả. Trong bản tiếng Anh, what he told you, do it. Cảm ơn Chúa. Có nhiều khi chúng ta lần lửa, chúng ta ngồi chúng ta phân tách cho đến khi chúng ta hiểu được công việc chúng ta mới làm, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu. Và nếu chúng ta nói rằng không hiểu, vô lý, thì chúng ta cũng không làm, và cuối cùng chúng ta không kinh nghiệm được Chúa. Câu số 6. Tại đó có 6 cái chum bằng đá dùng vào việc tẩy sạch theo lễ nghi Do Thái. Mỗi cái chứa được 2-3 thùng nước. Trong tiếng Anh là 20 cho đến 30 gallon. Một số lượng rất là lớn. Nhân lên cho 6 thì chúng ta biết đây là một cái số lượng nước rất lớn. Có thể từ 500 cho đến 700 lít nước. Chúa bảo hãy đổ nước đầy những chum này. Họ đổ đầy tới miệng. Có một sự vâng lời ở tại đây. Có thể có một người đầy tớ nào tại đó có thể phân bua, nhưng mà nhớ lời căn dặn người bảo gì hãy làm y như vậy. Người ta hết rượu. Bây giờ thầy bảo chúng tôi đổ đầy những cái chum đá này với nước để làm gì? Nó có liên hệ gì đến với nhau? Nhưng mà vì vâng lời, như đã được chỉ bảo, người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Chúng ta thấy từ 500 cho đến 700 lít nước không phải là nhỏ. Và những người phục vụ này, họ có thể xách những cái thùng. Không biết là họ lấy nước giếng hay là nước ở đâu, chắc có lẽ là nước giếng ở gần đó. Họ đem và họ đổ từng thùng một, đầy một cái ché, hai ché. Đến 6 cái mà lời của Chúa nói tại đây là họ làm cho nước đổ đầy tới miệng. Không phải đổ cho có đủ, nhưng mà đổ lên đầy đến miệng. Nói đến một cái sự vâng lời mà chúng ta thấy ở tại đây, dù cho có thể lý trí bị xúc phạm là vô lý, nhưng mà tại sao thầy lại bảo chúng tôi làm công việc này? Mà đó là chỗ của sự vâng lời. Chúng ta muốn thấy phép lạ của Chúa thể hiện trong đời sống của chúng ta thì sự vâng lời không thể thiếu. Lời của Chúa bảo chúng ta điều gì, cứ làm đúng như vậy, làm y như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy kết quả. Rồi khi họ đổ đầy nước tới miệng, Chúa lại bảo họ làm cái công việc, đó là bây giờ hãy múc ra, đem đến cho người quản tiệc. Vậy họ đem đến cho người ấy, khi người ấy, người quản tiệc, nếm nước đã biến thành rượu. Và lời của Chúa tại đây mở ngoặc, nhưng không biết rượu đến từ đâu. Còn những người phục vụ đã múc nước thì biết.
Ông gọi chàng rể và nói: mọi người đều đãi rượu ngon trước, và khi người ta uống nhiều rồi, trong bản tiếng Anh đó là uống cho đến khi họ say rồi đó, thì mới đãi rượu kém hơn. Nhưng anh thì giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Điều này cho chúng ta thấy có những điều mà con người chúng ta cố gắng để giải thích về việc Chúa làm bằng lý trí, thì chúng ta sẽ thấy nó là vô lý và nó không có hợp lý chút nào. Tại đây, người quản tiệc, ông nếm rượu, ông nói rằng sao lạ vậy? Cách thường, vì ông là người đã từng đãi tiệc, ông biết cái điều đó. Đó là ban đầu cứ cho rượu ngon, uống đến một lúc họ say thì họ không biết, uống nước lã họ cũng nghĩ là ngon, bởi vì say rồi không còn biết. Nhưng mà ông nói với chàng rể là tại sao anh lại làm cái chuyện lạ như vậy? Anh đãi rượu nãy giờ tôi cũng có nếm thì thấy là nó chỉ là thường thôi. Nhưng mà cái rượu ngon anh lại để dành cho đến bây giờ, vì anh không biết. Nhưng mà những người đầy tớ, những người phục vụ thì biết rượu đó đến từ đâu. Lời Chúa nói rằng còn những người phục vụ đã múc nước thì biết. Điều này dắt chúng ta đến một nguyên tắc khác nữa rất là quan trọng. Là tại sao Chúa Ngài lại muốn chúng ta dự phần vào ở trong những phép lạ Chúa làm? Có người lý luận rằng Chúa Ngài hóa nước thành rượu dễ, bởi vì nó cùng là chất lỏng từ nơi nước, rồi bây giờ Chúa Ngài thêm cái gì đó trong đó thì nó thành ra rượu. Chất lỏng sang chất lỏng khác mà bây giờ thì trở nên rượu ngon. Anh chị em, không phải như vậy, không nhất thiết là như vậy. Vì Chúa có thể khiến cho không khí nó biến thành rượu cũng dễ như Chúa Ngài đã biến nước thành rượu. Vấn đề tới đây là quyền năng của Chúa, chứ không phải là việc nó phải hợp lý một chút thì mới có thể xảy ra. Điều mà chúng ta cần nhớ tại đây đó là Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn không cần chúng ta. Nhưng mà tại đây cũng như các phép lạ mà chúng ta sẽ cùng học ở trong từ nay cho đến hết mùa hè này, đó là Chúa có cho con người chúng ta có một cái chỗ ở trong tiến trình của việc Chúa làm. Mục đích là để chúng ta kinh nghiệm Chúa, để đức tin của chúng ta được kiên lập, và chúng ta biết Chúa rõ hơn trong đời sống của chúng ta. Cho nên chị em, điều mà chúng tôi mong ước là từng phép lạ, từng câu chuyện, chúng ta sẽ thấy được cái chỗ của mình, để chúng ta có thể bước vào trong tiến trình hầu cho chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa. Vì cuộc đời đi theo Chúa, đừng thỏa lòng nghe người khác kể về việc Chúa làm. Không có gì sung sướng cho bằng khi chúng ta được có mặt, được dự phần. Mặc dù phần của chúng ta không có gì hết, mà chúng ta có mặt ở tại đó. Có thể có một người đau ốm cần được sự chữa lành, và chúng ta có thể làm được đó là chúng ta cùng ké vào đặt tay ở trên cái người đó, cộng với hiệp tác với mục sư hay là cái người trưởng nhóm phục vụ trong thời giờ đó, và người đó được lành. Thì chúng ta nói rằng tôi có mặt cái buổi cầu nguyện đó, tôi có mặt ở trong ngày hôm đó. Amen anh chị em. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ nghe kể lại, mà có những việc chúng ta đối diện ở trong đời sống của chúng ta, nghe người ta kể chuyện không đủ cho chúng ta, mà chúng ta phải kinh nghiệm thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được Chúa và tấn tới ở trong ơn của Ngài. Vì kinh nghiệm sẽ giúp cho chúng ta vững vàng hơn là chúng ta nghe kể. Dân Israel họ xoay lưng khỏi Chúa, làm tượng bò con bằng vàng. Ngay sau khi chỉ có một vài ngày Môi-se lên núi để gặp Chúa tại đó, với cái yêu cầu của họ là xin ông đi lên, ông nghe và ông nhận
chỉ thị từ nơi Chúa đi, bởi vì nếu Chúa tiếp tục phán chúng tôi chết hết. Môi-se đi lên chỉ có mấy ngày, nói rằng chắc ông chết rồi. Cho nên nói với A-rôn là phải mau mau gom làm vàng lại để làm một vị thần để hướng dẫn chúng tôi đi từ đây. Bởi vì dân Israel chỉ thấy việc Chúa làm, nhưng mà Chúa thì bày tỏ cho Môi-se đường lối của Ngài. Nên điều mà tôi muốn khuyến khích anh chị em bởi Thánh Linh của Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ thấy đường lối Chúa làm. Và chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa là như vậy. Ngài cho chúng ta và Ngài chọn cho chúng ta giữ phần và tiến trình để chúng ta có phần trong những gì được diễn ra. Cái này rất cần cho đời sống của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn làm việc với chúng ta trong chương trình của Ngài trên đất này. Nhưng mà Ngài không thể làm được trừ trường hợp có mặt của đức tin. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ nguyên tắc này. Chúa muốn thấy đức tin của chúng ta. Vì nếu không bởi đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Vì lại Ngài là đấng hay ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài bởi đức tin. Cảm ơn Chúa. Có mặt của đức tin là điều rất là quan trọng. Cho nên để chúng ta có thể thấy công việc Chúa làm và kinh nghiệm phép lạ của Chúa trong đời sống của chúng ta, cũng như dự phần trong việc cầu xin Chúa can thiệp để thấy phép lạ xảy ra trong lúc chúng ta phục vụ và những người lân cận của chúng ta, chúng ta cần biết đường lối của Chúa. Và cách Chúa làm việc là phải có mặt của đức tin. Anh chị em, đức tin như là một lời mời. Chúng ta dâng lên Chúa để Ngài có thể hành động can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta. Mà nếu không có đức tin, Ngài không làm. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ. Đức tin là một lời mời. Khi chúng ta đến với Chúa, đa phần là chúng ta đến, chúng ta kể cho Chúa nghe. Chúng ta nói rất nhiều những cái sự khó khăn của chúng ta. Chúng ta kể cho Chúa từng chi tiết một. Và chúng ta có thể hình dung Chúa hỏi, nhưng mà con muốn ta làm gì cho con? Nếu chúng ta chỉ trình bày với Chúa về những sự khó khăn một cách chi tiết, chúng ta làm như Chúa, Ngài không thấy, không biết, phải chờ chúng ta đến báo cáo, thì Chúa mới biết. Không, Chúa biết. Nhưng mà Ngài chỉ có thể hành động khi chúng ta mời Chúa làm một cái gì đó. Cho nên lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta cần Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, tài chính của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, con cái của chúng ta, hay là đất nước xứ sở của chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói rằng, lạy Chúa, nan đề của chúng con rất lớn, nhưng chúng con ngửa trong nơi Chúa và xin Chúa Ngài can thiệp vào như thế này, như thế này. Và chính cái đức tin đó là lời mời Chúa Ngài bước vào. Đức tin của chúng ta là lời mời, chúng ta ngỏ lời xin Chúa can thiệp vào. Xin Chúa chữa lành, xin Chúa tiếp trợ, xin Chúa hành động, xin Chúa nghe làm việc. Như Marie đã đến nói với Chúa, người ta hết rượu. Chúng ta nói với Chúa, lạy Chúa, nan đề là như vậy. Chúng con cần phép lạ và tin rằng Chúa có quyền để làm phép lạ. Như bài học tuần rồi chúng ta đã học, chúng ta nhớ đến người thay đổi. Ông nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con không xứng đáng, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. Nhưng Chúa chỉ phán một lời thôi thì đầy tớ của tôi cũng đủ cho nó được lành. Chúa phán một lời thôi. Và ông áp dụng điều mà ông kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, vì ông nói rằng tôi là người của thẩm quyền. Phía trên tôi có người cấp trên tôi, họ có thể ra lệnh và tôi phải làm theo. Ở dưới tôi có những người cấp dưới, tôi biểu đứa này đến thì nó đến, biểu kia đi thì nó đi. Ông áp dụng điều đó vào ở trong đức tin của ông nơi Chúa. Thì ông nói rằng, xin Chúa chỉ phán một lời. Chúa Giê-xu nghe cái lời mời bằng đức tin này, Chúa nói rằng, Ngài lấy làm lạ vì trong Israel chưa có một người nào có đức tin như vậy. Họ là tuyển dân của Chúa. Họ có nghe nói về những việc Chúa đã làm. Nhưng mà giờ họ quên hết rồi. Nhưng mà cái ông người ngoại này, một người La Mã này, lại hiểu được nguyên tắc này. Ông muốn nói với Chúa rằng,
Tôi tin rằng Chúa có quyền ở trên bệnh tật. Như tôi có quyền ở trên những người lính của tôi kêu đứa đó đến thì nó đến, kêu nó đi thì nó đi. Chúa có thể ra lệnh thì bệnh tật nó sẽ ra khỏi thân thể của đệ tớ của tôi và nó được lành. Chúa chỉ phán một lời thôi. Anh chị em, đức tin rất là quan trọng. Đó là lời mời mà chúng ta dâng lên cho Chúa để Ngài có thể hành động can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta. Mà đức tin không thể đến nếu chúng ta thụ động. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là cái lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin đến khi chúng ta vâng lời. Theo lời của Chúa, Chúa phán, chúng ta tin. Và Giăng chương 2 câu 11 cho chúng ta thấy đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Giêsu đã làm tại thành Cana trong miền Galilee và bày tỏ vinh quang của Ngài nên các môn đồ tin Ngài. Ở đây chúng ta thấy cái gì đến trước, trứng hay là con gà? Phải có cái trứng trước nó mới nở ra có con gà, hay là có con gà đẻ trứng? Ở đây chúng ta thấy rằng đòi hỏi sự ban cho từ nơi Chúa và giúp đỡ từ nơi Chúa. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Và khi chúng ta có đức tin, chúng ta mời Chúa, Ngài hành động, Ngài làm việc, đức tin của chúng ta lại tăng lên. Đây là dấu lạ thứ nhất Đức Chúa Giêsu đã làm. Dấu lạ là một phép lạ có ý nghĩa, có sự dạy dỗ. Cho nên chúng ta thấy rằng ở tại đây Chúa Ngài làm cái dấu lạ thứ nhất này và bày tỏ vinh quang của Ngài nên các môn đồ tin Ngài. Cảm ơn Chúa. Các môn đồ tin Chúa. Cũng như Chúa Ngài cho chúng ta được cơ hội để chúng ta dự phần vào trong tiến trình Chúa làm việc. Thì chúng ta trải nghiệm Chúa một cách tươi mới trong đời sống của chúng ta. Và đức tin của chúng ta có thể gặp khó khăn. Cho nên phải có một sự biến đổi khác nữa. Và xin Chúa cho để hôm nay chúng ta sẽ quyết tâm để chúng ta thay đổi. Matthew chương 18 câu 2 đến câu 4. Ngài gọi một đứa trẻ đến để đứng giữa các môn đồ và phán: thật ta bảo các con, nếu các con không biến đổi và trở nên như con trẻ thì con sẽ không bao giờ được vào vương quốc thiên đàng đâu. Vậy người nào khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là người cao trọng hơn hết trong vương quốc thiên đàng. Chúa Ngài cho các môn đồ của Chúa biết một cái thực tại, đó là nhiều khi chúng ta nghĩ mình khôn hơn Chúa. Mình đánh mất đi cái tấm lòng một con trẻ có. Con trẻ, nó có một cái bản chất. Nó tin rằng nhu cầu của chúng sẽ được chăm sóc. Và chúng ta có điều đó. Hồi nhỏ, khi chúng ta còn thơ ngây, chúng ta có một cái bản chất, chúng ta tin rằng ai đó là người chăm sóc của chúng ta sẽ lo cho chúng ta những gì chúng ta cần. Cho nên chúng ta không thấy có đứa nhỏ nào là nó nằm, nó gác tay lên trán và nó đặt câu hỏi ngày mai mình sẽ ăn cái gì. Hay là nó đi qua đi lại trong phòng của nó bồi hồi, lo lắng không biết là chiều nay mình ăn cái gì. Không có. Vì nó tin rằng cha mẹ nó là cái người chăm sóc nó, sẽ cho nó cái điều tốt nhất họ có thể cho được. Một đứa nhỏ đó khi nó lớn lên, nó bắt đầu nó lượm chỗ này chỗ kia một số những kinh nghiệm xấu. Rồi cuối cùng nó chọn, khi nó lớn lên, mình phải tự lo. Không ai lo cho mình đâu. Mà lo không được thì mình lo lắng. Đó là chỗ mà nhiều người trong chúng ta đã đến. Chúng ta cho rằng
Mình phải tự điều khiển cuộc đời của mình, lèo lái cuộc đời của mình. Chứ ngồi đó mà cứ nói cần Chúa, cầu nguyện, do something, hãy làm cái gì đó đi. Nhưng mình chị em, tôi tin rằng COVID-19 đã dạy cho cả thế giới một bài học. Đó là sức của con người của chúng ta có những việc chúng ta không làm được. Và chúng ta càng sống ở trong đời này, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện, xin một sự cứu giúp, một sự tiếp trợ, một sự can thiệp từ nơi một đấng quyền năng hơn là những nan đề mà chúng ta có. Tại sao đức tin hệ trọng như vậy đối với Chúa? Lý do là bởi vì Đức Chúa Trời muốn cùng làm việc với chúng ta qua đức tin để có thể mang quyền năng của Ngài vào đời sống của chúng ta, để Ngài có thể làm nên sự khác biệt mà Ngài muốn thực hiện. Cho nên Chúa chờ đợi chúng ta ngỏ lời mời bằng đức tin và thưa với Chúa điều chúng ta mong đợi. Chúng ta tìm kiếm Chúa trong đức tin thì Chúa Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và điều khác mà chúng ta cần nhớ về Đức Chúa Trời của chúng ta là Ngài không thay đổi. Có một câu Kinh Thánh giúp đỡ cho tôi rất nhiều, luôn cả ở trong giữa cơn đại dịch này. Thì chúng tôi không lùi bước, không co nhỏ lại, nhưng vẫn tiếp tục tin chắc, phục vụ, cầu nguyện, giúp đỡ. Bởi vì Hebrews chương 13 câu số 8 nói Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Có rất là nhiều lời làm chứng rất là khích lệ. Một gia đình chị em theo dõi nhóm lại với Hội Thánh của Chúa online ở tại Việt Nam. Chồng thử COVID dương tính. Họ kéo đi cách ly. Ở trên nhà vợ và hai con nhỏ, một đứa mới mấy tháng tuổi, một đứa một tuổi mấy, cộng với lại người chị dâu có mang. Bối rối vì đi thử thì người ta nói rằng cũng dương tính. Mà nếu mà dương tính thì sẽ kéo mấy mẹ con đi đến cái chỗ cách ly, thì tại đó khó để có thể chăm sóc được các bạn. Chúng tôi cầu nguyện với gia đình này. Cảm ơn Chúa. Chúa trả lời theo cái cách của Ngài. Là họ bị kéo đi cách ly, nhưng mà lại được gặp người chồng, gia đình đoàn tụ. Và trong suốt những cái ngày đó thì chỉ có lên sốt một chút xíu, còn tất cả những cái triệu chứng khác không có mặt. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, có thể Chúa Ngài không cho cái trận mưa dừng lại, mà sự bảo bọc của Chúa như một chiếc dù để giữ cho chúng ta không bị ướt. Vì cách siêu nhiên của Ngài vào hôm nay, tất cả đều đã được lành. Chúng ta ngợi khen Chúa. Nhiều câu chuyện khác nữa để chúng ta thấy được điều đó. Chúa có thể can thiệp vào khi chúng ta bởi đức tin ngỏ lời mời xin Chúa bước vào. Khi chúng ta gặp một khó khăn lớn, đó chính là điều kiện để chúng ta có thể đến với Chúa và chúng ta nói với Chúa rằng chúng con cần sự can thiệp của Ngài. Ngày hôm nay Đức Chúa Giêsu vẫn là đấng làm phép lại như chúng ta đã đọc ở trong Kinh Thánh. Cho nên chị em hãy điều chỉnh đức tin của mình. Thấy rằng Chúa chúng ta trỗi cao hơn nan đề chúng ta gặp. Chúng ta sẽ học Chúa Ngài có thể tiếp trợ một cách siêu nhiên, từ số ít trở nên quá ra nhiều để có thể đáp ứng nhu cầu. Ngài có quyền để có thể vượt khỏi những quy luật của thiên nhiên, bởi vì Ngài có quyền ở trên thiên nhiên. Ngài vẫn là đấng làm phép lạ cho chúng ta. Và đây là những lời hứa lớn lao mà phần Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta. Những gì Chúa Giêsu dành cho chúng ta luôn vĩ đại hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể hình dung được cho đến giờ phút này. Đó là Đức Chúa Trời mà tôi phục vụ. Ngài luôn luôn tỏ ra những việc lớn và khó hơn những việc mà tôi chưa từng biết.
lời mời của Chúa mà tôi gọi là 911, số điện thoại cấp cứu của Cơ Đốc nhân của chúng ta. Jeremy 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi biết, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc mà các ngươi chưa từng biết. Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lạ lùng, theo bản tiếng Anh, đó là những việc mà các ngươi chưa từng biết. Đó là lời mời của Chúa. Khi chúng ta kêu cầu Chúa là chúng ta ngỏ lời mời xin Chúa can thiệp vào. Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm những việc lạ lùng như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đang nói gì với chúng ta qua phép lạ này? Thứ nhất, Ngài nói rằng Ngài là vua. Vua của cả thế giới, Ngài là vua của thiên nhiên, vua của tất cả những tạo vật được dựng nên. Ngài ở trong đám cưới, trong lúc chú rể được cho là ngôi sao của ngày lễ cưới đó, thì Chúa Giêsu vẫn giữ quyền tuyệt đối, Ngài là đấng cai trị trên tất cả mọi sự. Côlôse chương 1 câu 15 đến 20 cho chúng ta thấy vị trí của Chúa, tối cao của Ngài. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sanh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật được giữ vững ở trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Câu 19, vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật ở trên trời. Tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Chúa là trung tâm của tất cả, Ngài là vua của tất cả. Và thứ hai, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là vua nhân lành. Điều mà Chúa Ngài sắm sẵn cho chúng ta tốt hơn những điều chúng ta đang kinh nghiệm. Nếu bạn đã thử những gì thế giới có thể cung cấp và thấy rằng nó không đủ, bây giờ hãy thử những gì Chúa Giêsu có thể mang đến cho chúng ta. Nếu bạn đã thử làm sạch bản thân của mình như là những cái chum đá dùng cho nghi lễ rửa chân, rửa tay của người Do Thái, bây giờ hãy đến và thử vị ngọt của ân điển của Chúa, rượu mới của Ngài. Nghi thức công tác tôn giáo không làm sạch chúng ta được. Chỉ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, luật Đức Thánh Linh, Ngài đến ở trong chúng ta và Ngài biến chúng ta nên mới. Chúng ta trở nên tạo vật mới trong Ngài, thì điều đó mới có thể giúp chúng ta thắng được tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Bạn có thể chờ đợi mọi thứ trở nên tốt hơn. Bây giờ hãy xem cuộc sống có thể như thế nào khi Chúa Giêsu tự do hành động ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta mở cửa, khi chúng ta bởi đức tin mời Chúa can thiệp vào. Chúa sẽ làm việc. Nếu có ai trong những ngày qua mệt mỏi và cho rằng mình cạn kiệt năng lượng, tiền bạc cũng đang cạn kiệt, kỳ này chắc thiếu, chắc đói, tôi khuyến khích anh chị em hãy bởi lời mời bằng đức tin của mình mời Chúa Giêsu can thiệp vào. Ngài sẽ làm việc. Có những câu chuyện kể về sự can thiệp của Chúa và sự tiếp trợ của Ngài, chúng ta hiểu không nổi. Tôi nghe em gái của nhà tôi làm chứng lại, mà tôi ngồi đó tôi chỉ không mở miệng, tôi nói cảm ơn Chúa. Cô không phải là một cái người có địa vị hay là có gì đặc biệt ở trong xã hội. Vậy mà khi dịch xảy ra ở tại Việt Nam, thì có người gõ cửa đem đến cho
rau quả, cho nhiều thứ. Rồi ngạc nhiên cô hỏi, từ đâu đến? Rồi ngày hôm sau lại có một người đem một con cá rất là to đem cho. Cô hỏi, sao tôi được cái này? Cô khứa ra rồi bỏ vào trong tủ lạnh, tủ đông để gia đình có thể ăn. Rồi những cái hạt mà trước đây anh Tăng Tuấn Dũng về cô ghé thăm bà ngồi chơi thì ăn đu đủ cũng như là trái mãng cầu. Anh nhả cái hộp xuống, bây giờ nó mọc lên những cái cây và đu đủ rất là nhiều, cho nên ăn không hết. Mới hôm qua nghe một cái tin rất là lạ, là có một chiếc xe chở rất là nhiều rau quả này kia đến cho gia đình của cô. Những người trong xóm chạy ra xếp hàng, tưởng đâu rằng có cái sự tiếp trợ của ai đó đến để cho tất cả mọi người. Họ nói không, cái này là để dành cho cô Lệ thôi. Hỏi tại sao cổ lại được, chúng tôi cũng đang cần đó, rằng không biết đâu đó cổ trong danh sách của những người cần được giúp đỡ. Và tôi không biết cổ lên danh sách hồi nào mà được như vậy. Anh chị em, điều duy nhất có thể giải thích được đó là cô đặt lòng trông cậy nơi Chúa và Chúa tiếp trợ. Chúa tiếp trợ. Chúng ta không giải thích rất là nhiều điều Chúa Ngài đã làm trong những ngày qua, khiến cho nhiều con cái của Chúa tại Việt Nam thấy được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời của mình một cách siêu nhiên, không thể giải thích một cái điều nào khác hơn được. Nếu là một người có một gia đình có những cái thành tích gì đó thì có thể hiểu được con đằng này. Cô không ai biết. Hoặc là ở trong cái danh sách nào đó mà chúng ta không biết, lại được giúp đỡ. Cho nên suốt ở trong những ngày qua, mặc dù ở nhà, nhưng mà gia đình đầy đủ rau quả, cá, thịt để có thể sinh hoạt ở trong những ngày qua. Tôi nghe những lời làm chứng của anh chị em chúng ta tại Việt Nam cũng giống như vậy. Khi thấy không có gì để ăn trong bữa ăn kế tiếp, thì có một cái thùng để ở trước nhà của mình. Sự tiếp trợ của ai đó, của một tổ chức nào đó. Và tôi tin rằng Chúa Ngài đã sai phái để đem đến kịp thời, kịp lúc. Chúa không bao giờ bỏ con của Ngài. Ngài hứa Ngài ở với chúng ta, Ngài chu cấp cho chúng ta. Vì Chúa Giê-xu là vua nhân lành của chúng ta. Chúng ta khi tin Chúa, chúng ta được chuyển vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Ngài là vua của vương quốc này. Và chúng ta là con ở trong nhà và Chúa hứa với chúng ta. Nhưng trước hết thì tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy tức là những điều mà dân ngoại đang tìm kiếm, đó là cái ăn, cái mặc của họ. Chúa nói rằng khỏi lo chừng đó. Trước hết con tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ngài sẽ chu cấp cho tất cả. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đừng sợ năng lượng tiền bạc của chúng ta bị cạn kiệt. Hãy nhớ rằng Chúa, Ngài là đấng có quyền để tiếp trợ chúng ta. Lời đức tin ngỏ lời mời, xin Chúa can thiệp vào. Nếu Ngài có thể làm cho một đám cưới đang chuẩn bị mất vui vì hết rượu, và Chúa hóa ra từ 500 cho đến 700 lít rượu ngon, thì tiệc cưới nó sẽ tiếp tục. Thì sẽ tiếp trợ của Chúa trong ơn của Ngài. Ở đây chúng ta không có thời giờ để hỏi rượu này là rượu gì, Chúa có cho uống rượu hay không, mà Chúa lại quá nước thành rượu. Chừng nói chúng ta người khác. Nhưng mà tại đây nói đến sự tiếp trợ của Chúa. Từ cái chỗ hết, từ cái chỗ cạn kiệt, Chúa có thể làm cho đầy và dư ra nữa. Để chúng ta có thể làm đủ một thứ việc lành trong ơn của Chúa. Và cuối cùng, Chúa Giê-xu vì vua nhân lành đáng để chúng ta tin, thờ phượng và vâng phục hoàn toàn. Ngăn trở khó nhất, lớn nhất khiến cho chúng ta không kinh nghiệm được những phước hạnh của Chúa là sự nghi ngờ của chúng ta. Tôi nói điều này cho chính mình và khích lệ anh chị em là hãy để lời của Chúa gây dựng đức tin của chúng ta. Rất là dễ khi chúng ta đối diện với một vấn đề lớn thì nó, cái sự vô tính nó bắt đầu nó tràn đến. Nó làm cho chúng ta bắt đầu đánh dấu hỏi chuyện này lớn quá không biết Chúa Ngài sẽ giải quyết như thế nào.
Trước đây chúng ta không cần biết cái điều đó, chỉ biết một điều là trình dâng nhu cầu của mình trước mặt Chúa, mời Chúa can thiệp. Bây giờ mình thấy chuyện này lớn quá. Chúa có làm nổi hay không? Câu trả lời là Chúa, Ngài thừa quyền năng để làm tất cả những gì Ngài muốn làm. Thì không một việc gì là khó cho Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa, không việc gì là quá lớn cho Chúa. Ngài dựng nên trời đất muôn vật, Ngài dựng nên tất cả mọi sự. Ngài có quyền để có thể làm công việc đó. Ngài có quyền và Ngài đáng để chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa. Đơn giản để chúng ta suy nghĩ, Chúa dựng nên thân thể của chúng ta. Ngài biết nó hoạt động như thế nào. Nếu có một cái bộ phận nào mà nó đang trục trặc, Đấng đã dựng nên nó, Ngài cũng có quyền để bởi ngón tay của Ngài có thể chạm đến và Ngài chỉnh sửa nó để nó hoạt động trở lại đúng nguyên tắc của nó. Được không chị em? Đấng dựng nên từ con số 0 mà có thể làm cho nó có chuyện mà Chúa Ngài hoàn chỉnh nó lại khó cho Chúa sao? Nhưng tại sao chúng ta lại nghi ngờ điều đó? Tin và xin Chúa can thiệp vào bằng phép lạ tái dựng của Chúa, phép lạ siêu nhiên từ nơi Ngài, để chúng ta vững lòng và tin rằng Chúa của chúng ta, Ngài sẽ làm thành những công việc của Ngài. Câu 11 nhắc, đây là dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã làm để thi thố sự vinh hiển của Ngài. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta, các môn đồ của Chúa tin Ngài. Chúa muốn những người đang bước những bước đầu tiên đi theo Chúa có thể vững tin đi theo Ngài. Để Chúa, Ngài thừa quyền năng để giúp đỡ cho họ. Mục tiêu của Đức Giê-xu dành cho đời sống của chúng ta cũng vậy. Nó không phải là để gây ấn tượng với người coi buổi tiệc, chú rể, cô dâu hay là bất cứ một thành viên nào của tiệc cưới. Mục đích của Ngài trong ngày hôm đó là để các môn đệ của Chúa có thể kinh nghiệm Chúa và tin Ngài. Luôn cả những người dự phần vào, họ biết rượu ngon này xuất xứ của nó đến từ đâu. Vì chính họ đã gánh, đã khiêng những cái thùng nước đổ đầy những cái chén đá này. Từ 500 cho đến 700 lít nước. Bây giờ múc lên thì nó đã thành rượu ngon. Họ kinh nghiệm, họ biết Chúa là hoàn toàn toàn năng là như thế nào. Đây cũng là điều mà tôi tin rằng Chúa muốn giúp đỡ cho chúng ta. Xin Chúa Ngài ban phước để hôm nay chúng ta sẽ kiện toàn đức tin của mình. Nếu trong những ngày qua chúng ta cho rằng mình đã trưởng thành, mình tự lo được, và chúng ta đã mất đi cái tinh thần đức tin như con trẻ, hãy thưa với Chúa rằng là Chúa xin giúp đỡ con, cho con được biến đổi trở nên như con trẻ. Đó là điều rất là cần. Rất là cần. Để chúng ta có thể tin một cách đơn thuần. Lòng tin của chúng ta nơi Chúa sẽ tốt đẹp hơn. Nếu trong những ngày qua chúng ta cứ lý trí, chúng ta cứ tìm đủ một cách để chúng ta hiểu thì chúng ta mới tin. Bây giờ chúng ta nhận biết Ngài bảo chi, hãy làm y như vậy. Chúng ta có một định nghĩa của đức tin tại VBC Hiếu Sinh của chúng ta tại đây là Chúa phán tôi tin thì việc sẽ xảy ra. Amen anh chị em. Chúa phán chúng ta tin thì việc sẽ xảy ra cho chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để đức tin của chúng ta được tăng lên trong ngày hôm nay, vì chúng ta đã nghe lời của Chúa. Đức tin đến bởi sự ta nghe, và ta nghe là khi lời của Đấng Christ, lời của Chúa được rao truyền cho chúng ta, được rao giảng cho chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta cầu nguyện, có ai có mặt tại đây lần đầu tiên thì quý vị cần biết rằng không có phép lạ nào lớn và quan trọng cho bằng phép lạ của sự biến đổi của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài trong đời sống của chúng ta. Vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được tái sanh.
Thánh Linh của Chúa liền vào trong chúng ta, biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Chúng ta được trở nên tạo vật mới ở trong Chúa. Cho nên bây giờ đây là câu hỏi lớn. Nếu cá nhân của bạn chưa bao giờ tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình, thì hôm nay là ngày hãy giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Không phải tin vì sự thúc đẩy của ai đó, nhưng bởi cá nhân của mình mở lòng ra tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống. Ngài sẽ làm và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống mới trong ơn của Ngài. Câu hỏi cho những người con Chúa, cá nhân bạn đã tin vào đầu phục vua nhân lành và Chúa Giêsu của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong bước đường thuộc linh của chúng ta hay chưa? Nếu chúng ta còn lý trí, nếu chúng ta còn ương ngạnh, hãy đến với Chúa và xin Chúa Ngài biến đổi con trở nên như một đứa trẻ trong đức tin của con nơi Chúa. Tại con tin tất cả những gì cha nói và con sẽ làm đúng y như điều cha chỉ bảo. Đó điều rất cần ở trong đời sống của chúng ta. Luật hấp dẫn trái đất sẽ thắng được khi có luật nâng và luật tống, để chương bay của cuộc đời của chúng ta sẽ cất cánh và chúng ta sẽ bay xa ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng nguyện. Chúa kính yêu của chúng con, xin can thiệp vào hoàn cảnh của chúng con. Có những hoàn cảnh đang cần phép lạ của sự tái dựng của Ngài, khiến cho những gì hư hỏng, thương tổn sẽ được lành ở trong ơn của Ngài. Chúng con thấy, chúng con tin, cho nên chúng con xin. Bởi đức tin chúng con mời Chúa can thiệp vào. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, có những sự thiếu hụt cần sự can thiệp của Chúa. Như đám cưới người ta hết rượu, chúng con bởi đức tin mời Chúa can thiệp vào, chứng minh bày tỏ Ngài là Đức Chúa Jireh cho anh chị em của con, đấng chu cấp, đấng ban phước, đáp ứng nhu cầu của chúng con, sắm sẵn cho chúng con như Chúa đã sắm sẵn một con dê đực sừng mắc ở trong bụi gai để thay thế chỗ của Isaac. Ngài có quyền để sắm sẵn. Chúa cấp cho anh chị em chúng con trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, bởi đức tin chúng con ngỏ lời mời Chúa bước vào những gia đình hôn nhân đang cần cấp cứu, xin sự can thiệp của Chúa bước vào điều chỉnh tấm lòng, tâm trí, suy nghĩ, và nhất là Chúa Giêsu, điều đã cạn, đã kiệt. Xin Chúa đông lại một cách mới mẻ bằng tình yêu agape của Ngài, tình yêu vô điều kiện của Chúa, tình yêu thiên thượng, để vợ chồng lại có thể yêu nhau như ngày đầu. Trong ơn của Chúa. Là Chúa, bởi đức tin chúng con ngỏ lời mời, Chúa ơi, xin can thiệp vào đời sống của con cái của chúng con. Ngài có quyền để biến đổi những tấm lòng. Như lời của Chúa nói rằng lòng của vua nằm trong tay Chúa như một dòng nước, Ngài có thể nghiêng lệch nó theo bất cứ chiều nào Ngài muốn. Bởi lời cầu nguyện của chúng con, xin Chúa can thiệp vào. Chúng con ngợi khen Ngài.
Lạy Chúa, chúng con đứng ở trong vị trí của những người dân sống ở tại thành phố Houston này. Xin Chúa can thiệp vào và giúp đỡ Chúa giàu. Giới hạn sự phát triển và ảnh hưởng của biến dạng của COVID-19. Chúa đã làm cho chúng con, Ngài sẽ tiếp tục làm để giúp đỡ cho thành phố này được yên ổn. Vì sự bình an của thành phố này là sự bình an của gia đình chúng con. Thầy Chúa xin can thiệp vào, nghe lời cầu nguyện, giúp đỡ Chúa giàu cho con cái của Chúa, cho dân tộc của chúng con đang đối diện với sự khó khăn của dịch lệ. Tiếp tục phủ bóng che, gìn giữ, bảo vệ những người thân thương của chúng con, gia đình của chúng con ở tại quê nhà. Ban phước, gìn giữ, bảo vệ hội thánh của Chúa. Lạy Chúa, những điều chúng con không thấy, không thể làm được, Chúa có quyền sai các đồ thiên sứ của Ngài đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, gìn giữ, bảo vệ. Lạy Chúa, mắt Chúa giỏi trong ban phước, gìn giữ, bảo vệ, để chân của chúng con không trật ngã, nhưng con đứng vững ở trong ơn của Ngài. Vì Chúa là nơi nương náu của chúng con, là đồng lũy của chúng con, đấng có quyền để gìn giữ, bảo vệ chúng con khi ra, khi vào, từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài, Ngài khen Chúa. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho chúng con trở lại với đức tin đơn sơ như con trẻ. Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Đừng để chúng con cho rằng mình đã trưởng thành, không muốn ở dưới sự bảo quản giúp đỡ của Chúa nữa. Giúp đỡ chúng con trở lại trong đức tin đơn sơ như con trẻ, biết rằng Cha sẽ chu cấp, Cha sẽ binh vực, Cha sẽ bảo vệ, và Cha sẽ làm tất cả những gì cần thiết để khiến cho đời sống của chúng con kinh nghiệm Chúa, biết Chúa rõ hơn, được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con cảm ơn Ngài. Tặng Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em, bước đi trong ơn của Ngài, tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa, và gặp lại anh chị em ở trong ơn của Chúa. Nhớ phía trước sảnh đường, chúng ta có cơ hội để ghi danh cho đại hội cũng như giữ phần vào trong tác phục vụ trong đội tuyển của đại hội. Chúng tôi biết có nhiều anh chị em và hội thánh ở nhiều nơi đã ghi danh, đã mua vé máy bay về đây để tham dự với chúng ta. Xin chúng ta cũng thực hiện để chúng ta có thể phục vụ và hưởng được phước của Chúa ở trong ơn của Chúa. Chúc bình an, Shalom.